Đang đi đường thì thấy cây xoài trĩu quả, người phụ nữ nhanh trí nghĩ ra cách trộm xoài thuận tự nhiên. Mới đây, một pha trộm xoài phong cách người giàu khiến cho người xem phát bực vì cồng kềnh. Cụ thể, một người phụ nữ đang chở con ngoài đường thì phát hiện một cặp xoài đang lủng lẳng liền chậm rãi lái xe lại sát, để quả xoài lọt vào cửa sổ rồi điều khiển cho kính xe di chuyển lên tạo thành đau phủ cắt đứng cú xoài. Vậy là quả xoài nằm yên trong xe một cách thuận tự nhiên, lẽ ra chỉ cần đưa tay ra và giật một quả cái quả xoài sẽ nằm gọn trong tay. Có lẽ đây là sự tai hại xoài của người có ô tô. Cảm ơn bạn đã quan tâm video của chúng tôi. Đừng quên like, đăng ký và theo dõi kênh Fit để cập nhật tin tức mỗi ngày nhé. Không phải lỗi cho mẹ nhá. Nhá. Thôi bị kẹt rồi. Đi đứt cả hai quả con ạ. Nó đứt cả hai quả con ạ. Đâu rồi? Đứt rồi.